quá trời. Ở bên đây là cái quầy này có bán trái cây, tất cả mọi thứ chỉ có 1 đồng thôi à. Sofa cũ nhưng mà còn rất là đẹp và rẻ nữa. Cô chú anh chị xem hôm nay Kim đã mua được cái gì hết mọi người. Một món nè. Bà cô chú nè. Sáng nay hai mẹ con đi học nè cô chú. Mới có 8 giờ sáng thôi. Chú Phong yêu mình chút chút thôi baby. Bye chị, see you later. Xin chào bà cô chú con đi học đi. Chị nó gấp quá nó đi luôn rồi cô chú ơi. Sáng là trời nắng như vậy nhưng mà đang âm độ cô chú anh chị, lạnh như lắm lạnh luôn. Mấy cái bạn nhỏ này cũng đang đi học nè mọi người. Kim đã đến trường nè cô chú anh chị. Buổi sáng thì Kim có hamburger nè, với lại một ly cà phê. Cái này là free đó mọi người. Nếu như mà mình đến trường trước 9 giờ sáng thì mình sẽ được ăn sáng và uống cà phê, uống trà gì đó là miễn phí ha cô chú anh chị. Hello cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình đã đang ở trường. Mình mới học xong nè mọi người. Hôm nay thứ ba thì ở gần ở trường của mình nó sẽ có một cái chợ chùm hổm. Mình sẽ đi qua đó đi dạo chợ nha mọi người. Xem ở ngoài đây chợ ở Anh thì người ta bán cái gì nhé cô chú anh chị và các bạn. هذا ما كنت تبقي في الحيط بس. لا لا لا. ريدو عندي سهل باش نجيب ريدو. ريدو في كل كلاس. Nice. Thank you. From where? You can take. I buy it online. My friend nice. Same class. Hay là bạn học của mình đó mọi người. Xong rồi đang đi mà gặp bạn đi ngoài đường xong rồi rủ bạn đi chợ luôn. Ở cái khu này là phố đi bộ nè cô chú anh chị. Không có xe. Đi thẳng trên đó là có chợ rồi đó mọi người thấy chưa, có những cái túp lều ở ngoài đó. Ở đây cũng thấy bán quần áo quá trời nè mọi người. Ở bên khu bên kia có nhiều cái xe đó, với lại cũng có nhiều cái lều bán đồ ấm nè. Áo thun, áo len, áo gió. Bán có 10 đồng một cái rồi cô chú. 10 bảng là cũng khoảng 300 ngàn đó. Không biết bảng Anh bây giờ là bao nhiêu nữa mọi người. Đây nè. Cái chợ này thì mở thứ 3 và thứ 5 từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 2 giờ rưỡi chiều á cô chú anh chị. Đó. Fish. Hả? I buy some shrimp. Yeah. No. Just video. You want to buy some now? I buy some shrimp later. Yeah. You eat fish. Đây là có cá quá trời nè. Hello. Ở bên đây là cái quầy này có bán trái cây, chuối, trái cây, rau, tỏi. À chút đó mình mua tỏi, có tỏi. You wanna buy something? I don't need to buy now, I'm not drinking it heavy. I want to make the video first. Này có bán mấy cái đồ trang trí nè. Quần áo nhiều lắm cô chú anh chị, có 10 đồng thôi à, cái nào cũng 10 đồng hết trơn á, 8 đồng nữa. Rẻ quá trời luôn, cái chợ này mình mới phát hiện ra đó cô chú.
cái chợ này mình mới phát hiện ra hồi tuần trước này cô chú. Tuần trước mình đi học ra xong cái mình đi bộ, mình đi vòng. Cái mình hỏi người ta ở đây nè, là người ta nói là chỉ có thứ ba và thứ năm thôi. Đây giỏ sách quá trời, giỏ sách. Chỉ có mấy cái bóp này chỉ có 5 đồng một cái thôi mọi người. Rẻ quá trời. 5 đồng khoảng 150. Là giống ở chợ Bến Thành mình ha. Nè, quá trời Gucci. Giỏ hiệu. Ở đây cũng có bán đồ phay nữa chứ bộ cô chú anh chị, không phải không có đâu. Bán đồ phay nè, đồ Gucci đâu gì nữa. Mà có 10 đồng mà. Where you going? Ok. It's way to take a bus. So how long will the bus take? Sometimes a long time to at home. It's 20 minutes. And I need to stay at the bus station long time. The next holiday is the 22 of March. Not 22. In 31 of March. I don't know when. Holiday. So do you remember the teacher before she said when our class finished? Our class? Yeah, when it finished? June. Okay. June, because in my boss. Boss, it's 30, I think. 30 June. Maybe I can show something here. Ở trong đây là toàn là những cái shop bán đồ cũ, đồ cổ không đó cô chú anh chị. Ở trong đây cũng có bán một cái shop bán tất cả mọi thứ chỉ có 1 đồng thôi à. Cái đồ nào cũng 1 đồng hết trơn. Ở trong đây bán tất cả những cái gì cũng là 1 đồng hết đó cô chú anh chị. Quần áo, giày dép, giỏ sách nè, rất là nhiều đồ luôn. Nhiều cái cũng còn tốt lắm mọi người. Nếu mà mình có thời gian á, sẽ lựa được rất là nhiều luôn. Nhưng mà thường thì size rất là lớn, mình không có vừa cô chú anh chị. Kim thì đi vô trong những cái shop đồ cũ này nè, chủ yếu là lựa những cái đồ cổ này nè cô chú anh chị. Những cái đồ dùng nhà bếp hoặc là những cái đồ trang trí đó, rất là đẹp, Kim chỉ thích những cái này thôi. Những cái món đồ cũ này thì được người dân á, người ta không có xài nữa, xong rồi đem đến đây tặng cho những cái shop đồ cũ nè cô chú. Thì những cái chỗ này người ta bán xong, người ta sẽ dùng cái tiền này để làm từ thiện. Những cái bộ sofa cũ này nhưng mà còn rất là mới cô chú, và cũng rất là rẻ luôn. Toàn là làm bằng da tốt không đó, rất là êm luôn. Những cái tủ này là bằng gỗ thật không đó cô chú anh chị, chứ không phải là ván ép đâu. Giống như bây giờ người ta muốn đổi đồ mới đó, xài những cái đồ hiện đại đó, người ta không có muốn xài những cái đồ cổ này nữa nè, đem đây bán rất là rẻ luôn nè. Ở đây có truyện tranh cho bé và những cái món đồ chơi trẻ em nữa nè cô chú, cũng được đem ra đây bán luôn nè. Phía bên đây thì có quần áo cho trẻ em nè, còn rất là mới đó mọi người. Bên kia là có một kệ sách quá trời sách luôn.
cô chú anh chị xem hôm nay Kim đã mua được cái gì hết mọi người. Một món nè, hai món, mình bảo vệ môi trường, mình không có sử dụng túi ni lông nhiều hết các bạn, cho nên là Kim đi đâu Kim cũng xách cái giỏ này theo hết trơn á, mình bỏ trong ba lô á, tới lúc mà muốn mua cái gì á thì lấy cái giỏ nó ra mọi người. Hôm nay Kim đã mua được cái gì ha, cái này trang trí để bàn nè cô chú anh chị, cái này là người ta làm thủ công bằng tay đó, những cái món đồ này là lực làm tại Anh luôn nè cô chú anh chị. Cái này cũng giống như một bộ ha cô chú, cái này mình có thể để đường vô nè. Cái này mình có thể để đường vô nè mọi người, xong rồi bưng lên trên bàn á, để khi mà uống trà đó, ai muốn lấy bao nhiêu đường thì lấy ha. Hoặc là mình cũng có thể để đậu nè, các loại đậu hoặc là kẹo gì nhỏ nhỏ đó, hay là để đem lên trên lầu, để lên trên bàn trang điểm á, mình để nhẫn, để cái gì cũng được. Hay là mình để những cái đồ trang sức gì đó, hay là mình để bông tăm gì cũng được ha mọi người, bông tăm hay là cái gì đó. Cái này cũng làm ở nước Anh luôn, Kim thấy cái này là Kim mua liền luôn đó cô chú anh chị. Cái này để lên bàn trang điểm nè, khi mình mở nhẫn ra mình để vô đây, mình để nhẫn đồ trang sức gì đó, là khi mình đi tắm á, mình mở nhẫn cưới ra mình máng lên đây cũng được ha. Đây cái hình em bé nè, cái hình cái bức tượng em bé này Kim vừa nhìn thấy là Kim nghĩ ngay đến Chi Chi liền cô chú. Rất là dễ thương luôn, ôm hai cái bạn mèo nhỏ nè, cho nên là Kim mua liền luôn. Cái này 1 đồng 50, cái này cũng rất là cổ rồi đó. Cái bình hoa nè mọi người, đây là cái bình hoa bằng sắt ha, là người ta chạm khắc này là bằng tay hết đó cô chú anh chị, làm thủ công bằng tay nè. Cái này Kim mua 3 đồng 50, ở trong đây người ta có ghi nè, những cái này chạm khắc bằng tay, cái này cũng rất là xưa rồi, nhìn nó cũng hơi trầy nhưng mà Kim thấy nó lạ đó, với lại cái hình dáng nó cũng đẹp đó nè, cho nên là Kim mua. Đây, cái này không chỉ đơn thuần là một cái bức tranh nha cô chú anh chị, mà có cái móc ở đây nữa nè, mình có thể máng lên tường xong rồi mình móc móc khóa, mình để chìa khóa lên, hoặc là ai mà xài con bếp á, mình máng trên đây xong rồi mình máng những cái giá, cái gì đó mình máng lên đây cũng được nè, mà vừa có chỗ máng mà vừa có cái bức tranh rất là đẹp luôn. Cái này để trong nhà bếp rất là hợp với cô chú anh chị. Đây, còn một món cuối cùng, cái này không phải là đồ cổ nha cô chú anh chị, nhưng mà Kim mua chỉ có 1 đồng thôi. Cái này giống như là cái bình hoa vậy đó, cái chậu mà để trồng hoa đó, có cái lỗ dưới đây nè, Kim thấy dễ thương quá, mà có rẻ có 1 đồng thôi, cho nên là Kim mua luôn về để mình trồng hoa dưới đây nè cô chú anh chị, dễ thương ha, trồng hoa. Cái này thấy là để 2 đồng 99, làm như là người ta chưa có sử dụng luôn, còn rất là mới, nhưng mà bán chỉ có 1 đồng cho nên là Kim mua. Đây nè cô chú anh chị, hôm nay đi Kim đã mua được bao nhiêu đây nè. Đó.
Còn cái này là mấy lần trước Kim đi đó cô chú, mấy lần trước đi Kim cũng mua được cái này nè, với cái bình hoa này, cái chậu trồng bông này. Chậu trồng bông này thì nó có cái chùm giống như chùm nho đó, về cái Kim trồng cái chuỗi ngọc vô cho nó thòng xuống, nhìn nó cũng giống nhau hả cô chú anh chị. Cái đây nữa nè, cái này Kim cũng mua có một đồng luôn. Cái bình hoa cũng là đồ cổ luôn đó mọi người, nhìn nó cũ cũ nhưng mà nhìn nó lạ quá ha, nên là Kim thích ở trên đây nè. Nó bây giờ người ta rất là hiện đại, người ta xài những cái đồ tân tiến hiện đại nhìn rất là sang trọng, còn mình thì mình lại thích những cái đồ cũ kỹ như vậy đó mọi người.